Đọc tiếp trang 151, vượt khỏi bạo lực. Cái trí không bị quy định. Một cái trí bị trói buộc trong hiểu biết như một phương tiện dẫn đến tự do, không đến được tự do đó. Một cái trí bị trói buộc trong hiểu biết như một phương tiện dẫn đến tự do, không đến được tự do đó. Nếu bạn có nghiêm túc, câu hỏi liệu có thể cởi bỏ tình trạng bị quy định cho cái trí phải là một trong những câu hỏi cơ bản nhất. Người ta thấy rằng trong những vùng đất khác nhau của thế giới, cùng những văn hóa và những luân lý xã hội khác nhau, con người bị quy định rất nặng nề. Anh ấy suy nghĩ dựa theo những quy tắc nào đó, anh ấy hành động và làm việc tùy theo khuôn mẫu. Anh ấy liên hệ đến hiện tại qua nền tảng của quá khứ. Anh ấy đã vuông quén nhiều hiểu biết. Anh ấy có hàng triệu năm của hiểu biết. Tất cả điều này đã quy định anh ấy. Gạch ngang, văn hóa, giáo dục, luân lý xã hội, tuyên truyền, tôn giáo, gạch ngang. Và đối với điều này, anh ấy có phản ứng đặc biệt riêng của anh ấy. Sự đáp trả thuộc một hình thức khác của tình trạng bị quy định. Người ta phải chú ý nhiều để thấy toàn ý nghĩa của tình trạng bị quy định này. Nó phân chia con người, quốc gia, tôn giáo, xã hội, ngôn ngữ như thế nào. Những phân chia này là một rào chắn to tát. Chúng nuôi dưỡng xung đột và bạo lực. Nếu người ta muốn sống tuyệt đối hòa bình một cách sáng tạo, gạch ngang, chốc nữa chúng ta sẽ tìm hiểu những từ ngữ hòa bình và sáng tạo. Đọc lại, nếu người ta muốn sống tuyệt đối hòa bình một cách sáng tạo, người ta muốn sống tuyệt đối hòa bình phải một cách sáng tạo, gạch ngang, chốc nữa chúng ta sẽ tìm hiểu từ ngữ hòa bình và từ ngữ một cách sáng tạo, gạch ngang. Nếu người ta muốn sống theo cách đó, người ta phải hiểu rõ tình trạng bị quy định này, mà không chỉ ở vòng ngoài hay trên bề mặt, nhưng còn rất sâu thẳm, được che giấu. Người ta phải tìm ra liệu toàn cấu trúc của tình trạng bị quy định này có thể phơi bày được hay không. Và khi điều đó được khám phá, người ta phải làm gì để vượt khỏi nó, chấm hỏi. Nếu người ta thấy rằng người ta bị quy định và nói, hai chấm, người ta không bao giờ có thể cởi bỏ tình trạng bị quy định cho cái trí, phải, vấn đề chấm dứt. Đọc lại, nếu người ta thấy rằng người ta bị quy định và nói, mở ngoặc kép, người ta không bao giờ có thể cởi bỏ tình trạng bị quy định cho cái trí, đóng ngoặc kép, phải, vấn đề chấm dứt. Nếu người ta thấy rằng người ta bị quy định và nói, mở ngoặc kép, người ta không bao giờ có thể cởi bỏ tình trạng bị quy định cho cái trí, đóng ngoặc kép, vậy thì vấn đề chấm dứt. Nếu bạn bắt đầu bằng một công thức rằng người ta sẽ không bao giờ cởi bỏ được tất cả, tìm hiểu chấm dứt, người ta đã kháng cự và đã trả lời vấn đề, và ở đó nó chấm dứt. Vậy thì người ta chỉ có thể trang trí đẹp đẽ hơn nữa tình trạng bị quy định. Nhưng nếu người ta tìm hiểu điều này khá kỹ càng và người ta trở nên ý thức được toàn vấn đề, vậy thì người ta phải làm gì? Chấm hỏi. Làm thế nào người ta đáp lại nếu đây là một thách thức rất rất nghiêm túc và không phải là điều gì đó mà người ta chỉ cần phủi tay? Chấm hỏi. Nếu nó là điều gì đó sinh động và quan trọng cực kỳ trong sống của người ta, phải, đáp lại của người ta là gì? Chấm hỏi. Nếu bạn đã khám phá tình trạng bị quy định này, vậy thì cách quan sát của bạn là gì? Chấm hỏi. Bạn đã tự quan sát nó cho chính bạn hay người nào đó đã bảo cho bạn về nó? Chấm hỏi. Đây là một câu hỏi rất quan trọng, cần phải trả lời. Nếu bạn đã được bảo về nó và bạn nói, mở ngoặc kép, vâng, tôi bị quy định, đóng ngoặc kép,
Vậy thì bạn đang đáp lại đến một đề nghị. Nó không là sự thật, nó chỉ là một khái niệm thuộc từ ngữ mà bạn đã chấp nhận, mà bạn đã đồng ý. Điều đó hoàn toàn khác biệt, tự khám phá nó cho chính bạn. Bởi vì lúc đó nó sinh động lạ thường và bạn có sự đam mê để tìm được phương cách vượt khỏi nó. Bạn đã khám phá rằng bạn bị quy định bởi vì bạn đã tìm hiểu, đã lục lọi, đã thấu suốt nó, chấm hỏi. Nếu như thế, hai chấm, ai? Chữ ai để trong ngoặc kép. Nếu như thế, ai đã khám phá nó, chấm hỏi, gạch ngang. Người quan sát, người tìm hiểu, người phân tích, chấm hỏi, gạch ngang. Ai đang quan sát, đang tìm hiểu, đang phân tích toàn sự hỗn loạn và điên khùng mà tình trạng bị quy định này đang gây ra trong thế giới? Ai bằng quan sát đã khám phá cấu trúc của tình trạng bị quy định này và kết quả của nó, chấm hỏi. Bằng quan sát điều gì đang xảy ra bên ngoài và bên trong, gạch ngang. Những xung đột, những chiến tranh, đau khổ, rối loạn trong chính người ta và bên ngoài người ta, mở ngoặc. Bên ngoài là thành phần của người ta là gì, đóng ngoặc, gạch ngang. Bằng quan sát điều này rất kỹ càng, mở ngoặc, khắp thế giới điều này đang xảy ra, đóng ngoặc. Bằng quan sát điều này rất kỹ càng, tôi đã khám phá rằng tôi bị quy định và đã tìm được hậu quả của tình trạng bị quy định này. Vậy là hãy chấm có người quan sát mà đã khám phá rằng anh ấy bị quy định, và câu hỏi nảy ra hai chấm, người quan sát khác biệt với điều gì anh ấy đã quan sát và đã khám phá, đó là cái gì đó tách rời khỏi chính anh ấy, chấm hỏi. Nếu có sự tách rời, vậy thì lại nữa có sự phân chia, và thế là sự xung đột về vấn đề làm thế nào để khuất phục được tình trạng bị quy định này, làm thế nào để làm tự do chính người ta khỏi tình trạng bị quy định này, phải làm gì cho nó, vân vân. Phải làm gì cho nó và vân vân. Người ta phải khám phá liệu có hai vật tách rời, hai chuyển động tách rời, phải người quan sát và vật được quan sát. Chúng tách rời à, chấm hỏi. Hay người quan sát là vật được quan sát, chấm hỏi. Tự tìm ra điều này cho chính người ta là điều quan trọng cực kỳ. Nếu người ta thực hiện được, vậy là toàn cách suy nghĩ của người ta trải qua một thay đổi trọn vẹn. Nó là một khám phá cơ bản nhất, bởi vì giúp cho chính người ta nhờ vào sự khám phá đó, cấu trúc của luân lý, sự tiếp tục của hiểu biết có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Hãy tìm ra liệu bạn đã tự khám phá điều này cho chính bạn, hay liệu bạn đã chấp nhận điều gì đã được nói như sự kiện, hay liệu bạn đã tự khám phá điều này cho chính bạn mà không có bất kỳ tác nhân bên ngoài nào đang bảo bạn nó là như thế, chấm. Nếu nó là sự khám phá của bạn, nó giải phóng năng lượng vô hạn mà trước kia đã bị lãng phí trong sự phân chia giữa người quan sát và vật được quan sát. Đọc lại đoạn này. Bạn đã khám phá rằng bạn bị quy định bởi vì bạn đã tìm hiểu, đã lục lọi, đã thấu suốt nó, chấm, chấm hỏi. Nếu như thế, ai đã khám phá nó, chấm hỏi. Người quan sát, người tìm hiểu, người phân tích, chấm hỏi. Ai đang quan sát, đang tìm hiểu, đang phân tích toàn sự hỗn loạn và điên khùng mà tình trạng bị quy định này đang gây ra trong thế giới? Ai bằng quan sát đã khám phá cấu trúc của tình trạng bị quy định này và kết quả của nó, chấm hỏi. Bằng quan sát điều gì đang xảy ra bên ngoài và bên trong, gạch ngang. Những xung đột, những chiến tranh, đau khổ, rối loạn trong chính người ta và bên ngoài người ta, mở ngoặc đơn. Bên ngoài là thành phần của người ta là gì, đóng ngoặc đơn, gạch ngang. Bằng quan sát điều này rất kỹ càng, mở ngoặc, khắp thế giới điều này đang xảy ra, đóng ngoặc. Bằng cách quan sát điều này rất kỹ càng,
tôi đã khám phá rằng tôi bị quy định và đã tìm được hậu quả của tình trạng bị quy định này. Có người quan sát mà đã khám phá rằng anh ấy bị quy định. Và câu hỏi nảy ra, người quan sát khác biệt với điều gì anh ấy đã quan sát và đã khám phá? Đó là cái gì đó tách rời khỏi chính anh ấy, chấm hỏi. Nếu có sự tách rời, vậy thì lại nữa, có sự phân chia và thế là sự xung đột về vấn đề. Làm thế nào để khuất phục được tình trạng bị quy định này? Làm thế nào để làm tự do chính người ta khỏi tình trạng bị quy định này? Phải làm gì cho nó vân vân? Phải làm gì cho nó và vân vân? Người ta phải khám phá liệu có hai vật tách rời, hai chuyển động tách rời. Phải người quan sát và vật được quan sát, chấm. Chúng tách rời à? Chấm hỏi. Hay người quan sát là vật được quan sát, chấm hỏi. Tự tìm ra điều này cho chính người ta là điều quan trọng cực kỳ. Nếu người ta thực hiện được, vậy là toàn cách suy nghĩ của người ta trải qua một thay đổi trọn vẹn. Nó là một khám phá cơ bản nhất, bởi vì giúp cho chính người ta nhờ vào sự khám phá đó, cấu trúc của luân lý, sự tiếp tục của hiểu biết có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Hãy tìm ra liệu bạn đã tự khám phá điều này cho chính bạn, hay liệu bạn đã chấp nhận điều gì đã được nói như sự kiện, hay liệu bạn đã tự khám phá điều này cho chính bạn mà không có bất kỳ tác nhân bên ngoài nào đang bảo bạn nó là như thế. Nếu nó là sự khám phá của bạn, nó giải phóng năng lượng vô hạn mà trước kia đã bị lãng phí trong sự phân chia giữa người quan sát và vật được quan sát. Sự tiếp tục của hiểu biết, mở ngoặc, tình trạng bị quy định thuộc tâm lý, đóng ngoặc. Trong hành động là sự lãng phí năng lượng. Hiểu biết đã được thâu lượm bởi người quan sát và người quan sát sử dụng hiểu biết đó trong hành động, nhưng hiểu biết đó bị tách rời khỏi hành động. Vậy thì đây là xung đột. Và thực thể mà chứa đựng hiểu biết này, mà từ cơ bản là tình trạng bị quy định của anh ấy, là người quan sát. Người ta phải tự khám phá nguyên tắc cơ bản này cho chính người ta. Nó là một nguyên tắc, không phải điều gì đó cố định. Nó là một sự thật mà không bao giờ có thể được tìm hiểu lại. Đọc lại đoạn này. Sự tiếp tục của hiểu biết, mở ngoặc, tình trạng bị quy định thuộc tâm lý, đóng ngoặc. Trong hành động là sự lãng phí năng lượng. Hiểu biết đã được thâu lượm bởi người quan sát, và người quan sát sử dụng hiểu biết đó trong hành động, nhưng hiểu biết đó bị tách rời khỏi hành động. Vậy thì có xung đột. Và thực thể mà chứa đựng hiểu biết này, gạch ngang, mà từ cơ bản là tình trạng bị quy định của anh ấy, gạch ngang, là người quan sát. Người ta phải tự khám phá nguyên tắc cơ bản này cho chính người ta. Nó là một nguyên tắc, không phải điều gì đó cố định. Nó là một sự thật mà không bao giờ có thể được tìm hiểu lại. Điều gì đang xảy ra cái trí mà đã khám phá sự thật này? Sự kiện đơn giản rằng, đọc lại. Điều gì xảy ra cho cái trí mà đã khám phá sự thật này, sự kiện đơn giản này? Vậy rằng người quan sát là vật được quan sát, gạch ngang, đang nói theo tâm lý, chấm hỏi. Nếu điều này được khám phá, có gì xảy đến cho chất lượng của cái trí, gạch ngang, mà từ quá lâu đã bị quy định bởi những ý tưởng của nó về cái tôi cao hơn hay cái linh hồn, như cái gì đó được tách rời khỏi thân thể, chấm hỏi. Nếu sự khám phá này không mở cánh cửa đến tự do, nó không có ý nghĩa, hai chấm. Nó vẫn còn là một nhận thức thuộc trí năng, chẳng dẫn đến nơi nào cả.
Nhưng nếu nó là một khám phá thực sự, một sự thật thực tế, vậy là phải có tự do, gạch ngang, mà không phải sự tự do để làm điều gì bạn thích, hay sự tự do để thành tựu, để trở thành, để quyết định, hay sự tự do để suy nghĩ điều gì bạn thích và hành động như bạn muốn. Đọc lại đoạn này. Điều gì xảy ra cho một cái trí mà khám phá sự thật này, sự kiện đơn giản này, rằng người quan sát là bậc được quan sát, gạch ngang, đang nói theo tâm lý, chấm hỏi. Nếu điều này được khám phá, có gì xảy đến cho chất lượng của cái trí mà từ quá lâu đã bị quy định bởi những ý tưởng của nó về cái tôi cao hơn hay cái linh hồn, như cái gì đó được tách rời khỏi thân thể, chấm hỏi. Nếu sự khám phá này không mở cánh cửa đến tự do, nó không có ý nghĩa, hai chấm, nó vẫn còn là một nhận thức thuộc trí năng, chẳng dẫn đến nơi nào cả. Nhưng nếu nó là một khám phá thực sự, một sự thật thực tế, vậy là phải có tự do, gạch ngang, mà không phải sự tự do để làm điều gì bạn thích, hay sự tự do để thành tựu, để trở thành, để quyết định, hay sự tự do để suy nghĩ điều gì bạn thích và hành động như bạn muốn. Một cái trí tự do chọn lựa à? Một cái trí tự do chọn lựa à? Chấm hỏi. Sự chọn lựa hàm ý sự quyết định giữa điều này hay điều kia. Nhưng cái gì là nhu cầu chất tất cho bất kỳ sự chọn lựa nào? Chấm hỏi. Mở ngoặc, làm ơn thưa các bạn, đây không là những câu phát biểu bằng từ ngữ. Chúng ta phải thâm nhập nó, chúng ta phải sống cùng nó hàng ngày, và vậy là sẽ được thấy vẻ đẹp của nó, sức sống đam mê mãnh liệt của nó. Đọc lại. Một cái trí tự do chọn lựa à? Sự chọn lựa hàm ý sự quyết định giữa điều này hay điều kia. Nhưng cái gì là nhu cầu cho bất kỳ sự chọn lựa nào? Chấm hỏi. Mở ngoặc, làm ơn thưa các bạn, đây không là những câu phát biểu bằng từ ngữ. Chúng ta phải thâm nhập nó, chúng ta phải sống cùng nó hàng ngày, và vậy là sẽ thấy được vẻ đẹp của nó, sức sống đam mê mãnh liệt của nó. Sự lựa chọn hàm ý sự quyết định. Quyết định là hành động của ý chí. Ai là thực thể mà vận dụng ý chí để làm điều này hay điều kia? Làm ơn hãy theo sát điều này thật cẩn thận. Nếu người quan sát là vật được quan sát, có nhu cầu nào cho sự quyết định hay không? Chấm hỏi. Khi có bất kỳ hình thức nào của quyết định thuộc tâm lý đang phụ thuộc vào sự chọn lựa, nó thể hiện một cái trí bị rối loạn. Một cái trí mà thấy rất rõ ràng thì không chọn lựa, chỉ có hành động. Không, gạch ngang, không có sự rõ ràng khi có sự tách rời giữa người quan sát và vật được quan sát. Đọc lại. Một cái trí mà thấy rất rõ ràng thì không chọn lựa, chỉ có hành động. Gạch ngang, không có sự rõ ràng khi có sự tách rời giữa người quan sát và vật được quan sát. Một cái trí mà thấy rất rõ ràng thì không có chọn lựa, chỉ có hành động. Không có sự rõ ràng khi có sự tách rời giữa người quan sát và vật được quan sát. Người hỏi, theo thực tế phải có sự chọn lựa này, sự phân chia này, đúng chứ? Chứ sao một tí? Dĩ nhiên, tôi chọn lựa giữa miếng vải màu nâu và miếng vải màu đỏ. Nhưng tôi đang nói theo tâm lý. Nếu người ta hiểu rõ những ảnh hưởng của chọn lựa, những ảnh hưởng của phân chia và quyết định, vậy thì sự chọn lựa trở thành một công việc rất nhỏ nhoi. Ví dụ hai chấm, tôi bị rối loạn. Trong thế giới này, tôi đã được nuôi nấng như một người Thiên Chúa giáo hay như một người Ấn Độ giáo. Tôi không thỏa mãn và tôi nhảy vào một tổ chức tôn giáo khác mà tôi đã chọn lựa.
Nhưng nói tới Kim Họa hiểu toàn tình trạng bị quy định của một văn hóa tôn giáo đặc biệt, tôi thấy rằng nó là sự tuyên truyền, một chuỗi của những chấp nhận thuộc những niềm tin, tất cả phát sinh do sợ hãi, qua sự đòi hỏi và an toàn thuộc tâm lý. Bởi vì phía bên trong người ta bị thiếu thốn, đau khổ, bất hạnh, hoang mang, người ta đặt ra sự hy vọng cho người ta trong cái gì đó mà có thể trao tặng sự an toàn, sự vĩnh cửu. Vì vậy, khi tôn giáo đặc biệt mà tôi bám vào bị thất bại, tôi nhảy vào một tôn giáo khác, hy vọng tìm được sự an toàn ở đó. Nhưng nó là cùng sự việc dưới một danh nghĩa khác, dù được gọi là X hay Y. Khi cái trí rất rõ ràng về điều này, nó hiểu rõ toàn tình huống và nó không có nhu cầu của chọn lựa. Vậy là toàn sự đáp lại của hành động thuộc ý chí hoàn toàn kết thúc. Ý chí hàm ý sự kháng cự và là một hình thức của cô lập. Một cái trí bị cô lập không là một cái trí tự do. Một cái trí bị trói buộc trong sự kiếm được hiểu biết, một cái trí mà bị trói buộc trong sự kiếm được hiểu biết như một phương tiện dẫn đến tự do thì không đến được tự do. Tự do đó, đọc lại, một cái trí bị trói buộc trong sự kiếm được hiểu biết như một phương tiện dẫn đến tự do thì không đến được tự do. Tại sao hiểu biết đã trở thành một sự việc quan trọng lạ lùng như thế trong sống? Chấm hỏi. Gạch ngang, hiểu biết là trải nghiệm được tích lũy của mọi điều mà những người khác đã khám phá. Gạch ngang, khoa học, tâm lý và vân vân. Cùng hiểu biết, người ta đã tự thâu lượm cho chính người ta qua quan sát, qua học hành. Hiểu biết có nơi chỗ nào trong tự do? Chấm hỏi. Hiểu biết luôn luôn thuộc quá khứ. Khi bạn nói tôi biết, nó được hàm ý rằng bạn đã biết. Khi bạn nói tôi biết, nó được hàm ý rằng bạn đã biết. Hiểu biết của mọi loại, thuộc khoa học, cá nhân, cộng đồng, dù nó là gì, luôn luôn thuộc quá khứ. Và khi cái trí của người ta là kết quả của quá khứ, liệu có thể được tự do hay không? Chấm hỏi. Người hỏi, còn về hiểu rõ về chính mình thì sao? Chấm hỏi. Krishnamurti, trước hết hãy thấy cái trí tích lũy hiểu biết như thế nào và tại sao nó làm như vậy. Hãy thấy nơi nào hiểu biết là cần thiết và nơi nào nó là một sự cản trở cho tự do. Chắc chắn muốn làm bất kỳ điều gì, người ta phải có hiểu biết. Gạch ngang, như lái một chiếc xe hơi, nói một ngôn ngữ, làm một công việc kỹ thuật. Gạch ngang, bạn phải có nhiều hiểu biết, càng hiệu quả bao nhiêu, càng khách quan bao nhiêu, càng không cá thể bao nhiêu, càng tốt hơn bấy nhiêu. Gạch ngang, nhưng chúng ta đang nói về hiểu biết đó mà quy định con người theo tâm lý. Người quan sát là cái hồ lưu trữ hiểu biết. Vì vậy, người quan sát thuộc về quá khứ, anh ấy là người kiểm duyệt thực thể mà nhận xét từ sự hiểu biết được tích lũy. Đọc lại, người quan sát là cái hồ lưu trữ hiểu biết. Vì vậy, người quan sát thuộc về quá khứ, anh ấy là người kiểm duyệt thực thể mà nhận xét từ sự hiểu biết được tích lũy. Anh ấy làm điều này liên quan đến chính anh ấy, bởi vì đã kiếm được sự hiểu biết về chính anh ấy từ những người tâm lý học. Anh ấy nghĩ anh ấy đã học hỏi về chính anh ấy, và với hiểu biết đó, anh ấy nhìn vào anh ấy. Anh ấy không nhìn vào chính anh ấy bằng đôi mắt trong sáng. Anh ấy nói, tôi biết, tôi đã thấy được về chính bản thân tôi những phần tốt đẹp lạ thường, nhưng những phần khác lại khá kinh khiếp. Anh ấy đã nhận xét rồi, và anh ấy không bao giờ khám phá bất kỳ điều gì mới mẻ về chính anh ấy, bởi vì anh ấy phải, người quan sát phải bị tách rời khỏi vật được quan sát mà anh ấy gọi là chính anh ấy. Đó là điều gì chúng ta luôn luôn đang làm trong tất cả những liên hệ. Những liên hệ với một người khác hay những liên hệ với cái máy, tất cả đều được đặt nền tảng trên sự ham muốn để tìm ra một nơi mà chúng ta có thể được an toàn, chắc chắn. Và chúng ta tìm kiếm sự an toàn trong hiểu biết.
Người cất giữ của hiểu biết này là người quan sát, người suy nghĩ, người trải nghiệm, người kiểm duyệt, luôn luôn khác biệt với vật được quan sát. Đọc lại đoạn này. Người quan sát là cái hồ lưu trữ của hiểu biết. Vì vậy, người quan sát thuộc về quá khứ, anh ấy là người kiểm duyệt. Thực thể mình nhận xét từ sự hiểu biết được tích lũy. Anh ấy làm điều này liên quan đến chính anh ấy, bởi vì đã kiếm được sự hiểu biết về chính anh ấy từ những người tâm lý học. Anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã học hỏi về chính anh ấy, và với hiểu biết đó, anh ấy nhìn vào chính anh ấy. Anh ấy không nhìn vào chính anh ấy bằng đôi mắt trong sáng. Anh ấy nói, hai chấm, tôi biết, tôi đã thấy được về chính bản thân tôi những phần tốt đẹp lạ thường, nhưng những phần khác lại khá kinh khiếp. Anh ấy đã nhận xét rồi và anh ấy không bao giờ khám phá bất kỳ điều gì mới mẻ về chính anh ấy. Bởi vì anh ấy là người quan sát, bởi vì anh ấy phải người quan sát, phải bị tách rời khỏi vật được quan sát mà anh ấy gọi là chính anh ấy. Đó là điều gì chúng ta luôn luôn đang làm trong tất cả những liên hệ. Những liên hệ với một người khác hay những liên hệ với cái máy, tất cả đều được đặt nền tảng trên sự ham muốn để tìm ra một nơi mà chúng ta có thể được an toàn, chắc chắn. Và chúng ta tìm kiếm sự an toàn trong hiểu biết. Người cất giữ của hiểu biết này là người quan sát, người suy nghĩ, người trải nghiệm, người kiểm duyệt, luôn luôn khác biệt với vật được quan sát. Đọc lại. Và chúng ta tìm kiếm sự an toàn trong hiểu biết. Người cất giữ của hiểu biết này là người quan sát, người suy nghĩ, là người trải nghiệm, là người kiểm duyệt, luôn luôn khác biệt với vật được quan sát. Thông minh không ở trong sự tích lũy hiểu biết. Sự tích lũy của hiểu biết là cố định, gạch ngang, người ta có thể thêm vào nó, nhưng cốt lõi của nó là cố định. Từ sự tích lũy cố định này, người ta sống, người ta vận hành, người ta vẽ, người ta viết, người ta thực hiện tất cả những ma mảnh này trong thế giới, và người ta gọi đó là sự tự do. Vậy là liệu cái trí có thể được tự do khỏi hiểu biết, khỏi cái đã được biết, chấm hỏi. Đây thực sự là một câu hỏi rất lạ thường. Nếu người ta đặt ra nó không chỉ thuộc trí năng, nhưng còn rất rất sâu thẳm, liệu cái trí có khi nào được tự do khỏi cái đã được biết, chấm hỏi. Ngược lại, không có sáng tạo, vậy thì không có gì mới mẻ dưới ánh mặt trời. Nó luôn luôn là sự đổi mới của cái đã được đổi mới. Người ta phải tìm ra tại sao sự phân chia này giữa người quan sát và vật được quan sát lại tồn tại, và liệu cái trí có thể vượt khỏi sự phân chia này với mục đích được tự do khỏi cái đã được biết để hoàn toàn vận hành trong một kích thước khác hẳn, chấm hỏi. Mà có nghĩa rằng thông minh sẽ sử dụng hiểu biết khi cần thiết, và tuy nhiên lại được tự do khỏi hiểu biết. Thông minh hàm ý tự do. Tự do hàm ý sự kết thúc của tất cả xung đột. Thông minh hiện diện và xung đột kết thúc khi người quan sát là vật được quan sát, bởi vì lúc đó không có sự phân chia. Thật ra khi điều này hiện diện, thì có tình yêu. Thật ra khi điều này hiện diện thì có tình yêu. Từ ngữ đó đã quá bị chất đầy, người ta ngần ngừ khi sử dụng. Tình yêu được kết hợp cùng vui thú, tình dục và sợ hãi, cùng ghen tuông, cùng lệ thuộc, cùng tham lợi. Một cái trí không được tự do, không biết ý nghĩa của tình yêu. Nó có lẽ biết vui thú và thế là sợ hãi, mà chắc chắn không là tình yêu. Tình yêu chỉ có thể hiện diện khi có sự tự do thực sự khỏi quá khứ như hiểu biết. Liệu điều này có thể được, chấm hỏi. Có người đã tìm kiếm điều này trong những phương cách khác nhau, hai chấm. Được tự do khỏi sự phù du của hiểu biết. Anh ấy luôn luôn đang tìm kiếm điều gì đó vượt khỏi hiểu biết, vượt khỏi sự đáp lại của tư tưởng. Vì vậy anh ấy đã tạo tác một hình ảnh được gọi là Thượng Đế. Tất cả những vô lý nảy sinh quanh điều đó, chấm than.
Nhưng để tìm được liệu có cái gì đó vượt khỏi hình ảnh của tư tưởng, phải có sự tự do khỏi tất cả sợ hãi. Người hỏi: Ông đang nêu rõ sự khác nhau giữa bộ não như trí năng và cái trí. Cái trí là cái gì đó khác lạ, một tỉnh thức chấm hỏi. Ông đang nêu rõ sự khác nhau giữa bộ não như trí năng và cái trí. Cái trí là cái gì đó khác lạ, một tỉnh thức chấm hỏi. Chứ sao một tí không, chúng ta đang sử dụng từ ngữ cái trí theo nghĩa toàn tiến hình của tư tưởng như ký ức, như hiểu biết, gồm cả những tế bào não. Người hỏi: Gồm cả những tế bào não hay sao? Cái sao một tí, tất nhiên người ta không thể tách rời những tế bào não khỏi phần còn lại của cái trí, đúng chứ? Bộ não, gạch ngang, chức năng của bộ não là gì? Chấm hỏi. Một máy vi tính, chấm hỏi. Người hỏi: Vâng, tôi nghĩ như thế. Cái sao một tí, một máy vi tính lạ thường nhất được sắp xếp vào chung trên hàng ngàn năm. Nó là kết quả của hàng ngàn năm của trải nghiệm để bảo vệ sự tồn tại và tạo cảm giác an toàn. Và người ta có quá nhiều hiểu biết của mọi thứ đã xảy ra trong thế giới bên ngoài, nhưng chẳng có bao nhiêu hiểu biết về chính người ta. Người hỏi: Sáng tạo không thể phụ thuộc vào ký ức và vì vậy phụ thuộc vào quá khứ hay sao? Lúc trước ông đã nói rằng thật ra không có gì mới mẻ dưới ánh mặt trời. Krishnamurti: Không có gì mới mẻ dưới ánh mặt trời, gạch ngang, ít nhất Bible Ecclesiastes nói như thế. Chúng ta không đang lẫn lộn sáng tạo với biểu lộ. Và liệu một con người sáng tạo cần sự biểu lộ hay không? Làm ơn hãy suy nghĩ ra nó. Hãy chấm: Tôi cần thành tựu chính tôi trong điều gì đó mà phải được biểu lộ. Tôi có một cảm giác rằng tôi là một nghệ sĩ và tôi phải vẽ hay sáng tác một bài thơ. Sáng tạo cần sự biểu lộ à? Chấm hỏi. Và sự biểu lộ của một nghệ sĩ ngụ ý một cái trí được tự do trong sáng tạo? Chấm hỏi. Bạn hiểu rõ chứ? Chấm hỏi. Người ta sáng tác một bài thơ hay vẽ một bức tranh, điều đó thể hiện một cái trí sáng tạo hay sao? Chấm hỏi. Trạng thái sáng tạo có nghĩa gì? Chấm hỏi. Không phải sự lặp lại máy móc của quá khứ, chấm than. Tôi nghĩ trạng thái sáng tạo có cần đến sự biểu lộ. Nếu không, chúng ta sẽ không có thế giới này. Đọc lại. Người hỏi: Tôi nghĩ trạng thái sáng tạo có cần đến sự biểu lộ. Nếu không, chúng sẽ không có thế giới này. Tôi nghĩ trạng thái sáng tạo có cần đến sự biểu lộ. Nếu không, chúng ta sẽ không có thế giới này. Viết ra một tí. Trạng thái sáng tạo không cần sự biểu lộ hay sao? Trạng thái sáng tạo có nghĩa gì? Sự cảm thấy của cái trí mà sáng tạo là gì? Chấm hỏi. Người hỏi: Khi cái trí có cảm hứng, khi nó có thể làm cái gì đó tốt lành và đẹp đẽ. Biết sao một tí, một cái trí sáng tạo cần sự cảm hứng hay sao? Cái trí phải được tự do để sáng tạo, gạch ngang, tự do, phải không? Cái trí phải được tự do để sáng tạo, gạch ngang, tự do, chấm hỏi. Ngược lại, nó là sự lặp lại. Trong sự lặp lại đó có lẽ có những biểu lộ mới mẻ, nhưng nó vẫn còn là lặp lại máy móc. Một cái trí mà máy móc, liệu nó có thể là sáng tạo? Chấm hỏi. Cái trí của một con người trong xung đột, trong căng thẳng, loạn thần kinh, gạch ngang, mặc dù sáng tác những bài thơ tuyệt vời, những vở kịch hay ho, gạch ngang, nó có thể là sáng tạo hay sao? Chấm hỏi. Người hỏi: Nó phải trong ngay lúc này,
và không chấm chấm chấm. Krishnamurti, nó có nghĩa gì trong ngay lúc này chấm hỏi? Trong ngay lúc này có nghĩa gì chấm hỏi? Nó không thể là máy móc, nó không thể bị chất đầy bởi trọng tải của hiểu biết, của truyền thống. Nó có nghĩa một cái trí mà thực sự thâm thẳm được tự do, gạch ngang tự do khỏi sợ hãi. Đó là tự do, không phải à chấm hỏi. Người hỏi, nhưng chắc chắn nó vẫn còn phải tìm kiếm sự an toàn. Đó là chức năng của bộ não. Krishnamurti, dĩ nhiên đó là chức năng của bộ não để tìm kiếm an toàn. Nhưng liệu nó có được an toàn khi nó tự quyết định chính nó vào dân tộc và vào niềm tin tôn giáo, vào bày tỏ cái này là của tôi, cái kia là của bạn và vân vân chấm hỏi. Đọc lại, Krishnamurti, dĩ nhiên đó là chức năng của bộ não để tìm kiếm an toàn. Nhưng liệu nó có được an toàn khi nó tự quyết định chính nó vào dân tộc và vào niềm tin tôn giáo, vào bày tỏ cái này là của tôi, cái kia là của bạn và vân vân hay sao? Người hỏi, đối với tôi có vẻ rằng nếu không có sự đối lập thì không có sự tăng trưởng. Nó là thành phần của hệ thần kinh. Chứ ta một cái thế à chấm hỏi. Người hỏi, nếu không có cao, không có thấp, hay nếu không có rộng, không có chật, nếu không có cao, không có thấp, hay nếu không có rộng, không có chật? Krishnamurti, chúng ta hãy tìm ra. Chúng ta đã sống theo cách đó, giữa tốt lành và xấu xa, giữa hận thù, ghen tuông và tình yêu, giữa hòa nhã và hung tợn, giữa bạo lực và hiền lành, được hàng triệu năm. Và chúng ta nói chúng ta đã chấp nhận điều đó bởi vì nó là điều gì đó thực tế. Vậy à, để sống giống như thế chấm hỏi. Chất lượng của cái trí mà giật giờ giữa hận thù và ghen tuông và vui thú và sợ hãi, liệu nó có thể biết tình yêu có nghĩa gì chấm hỏi? Một cái trí mà luôn luôn tìm kiếm sự biểu lộ, sự thành tựu, đang tìm kiếm để trở thành nổi tiếng, để được công nhận, gạch ngang mà chúng ta gọi là đang trở thành, đang là, mà là thành phần của cấu trúc xã hội, thành phần của tình trạng bị quy định của chúng ta, gạch ngang. Liệu một cái trí như thế có thể sáng tạo chấm hỏi? Khi một cái trí bị trói buộc trong luôn luôn đang trở thành điều gì đó, trong động từ là, tôi sẽ là, tôi đã là, có sợ hãi của chết, sợ hãi của cái không biết được, thế là nó bám vào cái đã được biết. Liệu một cái trí như thế có khi nào là sáng tạo chấm hỏi? Sáng tạo có thể sinh ra từ căng thẳng, đối lập, áp lực chấm hỏi. Sáng tạo là, người hỏi, ai chấm, sáng tạo là hân hoan, tưởng tượng. Ít hơn một tí, bạn biết hân hoan có nghĩa gì? Hân hoan là vui thú hay sao chấm hỏi. Người hỏi, không. Krishnamurti, bạn nói không, nhưng đó là điều gì bạn đang tìm kiếm phải không? Bạn có lẽ có một khoảnh khắc của ngây ngốc vô cùng, hân hoan vô cùng, và bạn suy nghĩ về nó. Suy nghĩ về nó, giảm giá trị nó thành vui thú. Suy nghĩ về nó, làm giảm giá trị nó thành vui thú. Tất cả chúng ta đều quá dễ dàng đạt đến những kết luận, và một cái trí mà đã đạt được những kết luận không là một cái trí tự do. Hãy tìm ra liệu người ta có thể sống mà không có bất kỳ những kết luận nào. Sống hàng ngày một sống mà không có những so sánh. Bạn kết luận bởi vì bạn so sánh. Hãy sống một cuộc sống không có so sánh. Hãy thực hiện nó và bạn sẽ thấy một sự việc lạ thường nào đó xảy ra. Người hỏi, nếu chỉ có trải nghiệm và trải nghiệm là sợ hãi hay tức giận, điều gì xảy ra chấm hỏi. Nếu chỉ có trải nghiệm và trải nghiệm là sợ hãi hay tức giận, điều gì xảy ra? Krishnamurti, nếu người ta chỉ sống trong một trải nghiệm mà trải nghiệm đó không được ghi lại và được công nhận trong tương lai như một trải nghiệm, điều gì xảy ra? Nếu
người ta chỉ sống trong một trải nghiệm mà trải nghiệm đó không được ghi lại và được công nhận trong tương lai như một trải nghiệm, điều gì xảy ra? Tôi nghĩ trước hết chúng ta phải tìm ra chúng ta có ý gì qua từ ngữ trải nghiệm đó. Nó không có nghĩa đi qua hay sao? Và nó không hàm ý sự công nhận. Ngược lại, người ta sẽ không biết rằng người ta đã có một trải nghiệm. Đúng chứ? Nếu tôi không công nhận trải nghiệm, nó sẽ được trải nghiệm. Chấm hỏi. Đọc lại. Người hỏi, nếu chỉ có một trải nghiệm và trải nghiệm là sợ hãi hay tức giận, điều gì xảy ra? Thế sao mật ti? Nếu người ta chỉ sống trong một trải nghiệm mà trải nghiệm đó không được ghi lại và được ghi nhận trong tương lai như một trải nghiệm, thì điều gì xảy ra? Tôi nghĩ trước hết chúng ta phải tìm ra chúng ta có ý gì qua từ ngữ trải nghiệm đó. Nó không có nghĩa là đi qua hay sao? Và nó không hàm ý sự công nhận. Ngược lại, người ta sẽ không biết rằng người ta đã có một trải nghiệm. Chấm hỏi. Nếu tôi không công nhận trải nghiệm, nó sẽ được trải nghiệm. Chấm hỏi. Người hỏi, liệu không thể chỉ có trải nghiệm? Chấm hỏi. Viết sang một tí, hãy tìm hiểu thêm một tí nữa. Tại sao chúng ta cần trải nghiệm? Tất cả chúng ta đều muốn trải nghiệm. Chúng ta chán ngán sống, chúng ta đã biến sống thành một công việc máy móc. Và chúng ta muốn những trải nghiệm sâu thẳm hơn, rộng rãi hơn, những trải nghiệm thăng hoa. Vậy là có sự tẩu thoát khỏi chán ngán này qua thiền định vào cái tạm gọi là thiêng liêng. Trải nghiệm hàm ý sự công nhận điều gì đã xảy ra. Bạn chỉ có thể công nhận nếu có một kỷ niệm của sự việc đó mà đã xảy ra rồi. Vì vậy câu hỏi là hãy chấm. Tại sao chúng ta tìm kiếm trải nghiệm? Chấm hỏi. Để đánh thức chúng ta. Bởi vì chúng ta ngủ quên. Chấm hỏi. Nó là một thách thức mà chúng ta đáp lại tùy theo nền tảng quá khứ của chúng ta mà là cái đã được biết. Vậy là liệu có thể sống một cuộc sống mà trong đó cái trí thật rõ ràng, tỉnh táo, một ngọn đèn cho chính nó mà nó không cần trải nghiệm? Chấm hỏi. Điều đó có nghĩa sống một cuộc sống không xung đột. Điều đó có nghĩa một cái trí mà nhạy cảm và thông minh tột đỉnh mà không cần cái gì đó để thách thức nó hay để đánh thức nó. Phúc Quốc Pháp, ngày 12 tháng 9 năm 1970. Tạm dừng trang 162.